Này, đứng dậy. Nào, nào. Cái gì? Này, hãy để tin đồn lan truyền khắp cung điện. Xác thịt. Không, tin đồn. Này, tin mà con chim trên đuôi mang đến. Hãy bay đến với bạn, với cả đống tỉ tức. Vì vậy, bạn học chúng từ những bàn tay đầu tiên, hay đúng hơn là bất cứ ai. Hai bạn có nhớ mình đã bơi thế nào trên dọc nước không? Im đi. Vâng, tôi nhớ. Vì vậy, anh hùng của chúng ta, anh ấy thế nào trong chiếc áo sơ mi với kiểu tóc như vậy? Ôi, hoàng tử. Chính xác, hoàng tử. Chàng trai đang yêu và muốn yêu, nhưng làm thế nào khi tất cả các em đều cởi chân và sau bữa tiệc à, lại ném bó hoa vì lợi ích của một số dấu hiệu? Tôi đang phát hành màu xanh ở đâu đó. Scuttle, vâng. Không có câu trả lời, anh bạn, để tôi nói cho anh biết trước. Đừng, Tommy. Khi tôi nói điều đó, đầu tôi quay cuồng. Các bạn chỉ cần lắng nghe. Tin đồn lan truyền khắp cung điện rằng hoàng tử Eric sẽ xuống lối đi. Hơn nữa, cô dâu nghèo không phải người địa phương, không được mọi người biết đến. Ai? Một mình em gái như vậy. Nhưng làm ơn cô ấy là ai? Vâng, rất đơn giản. Ai ở gần đây sống mà không có đuôi chứ? Không. Ồ, vâng, có lẽ anh bạn thực hiện ước mơ à? Chị Nado mặc nhanh lên, kéo kata và khăn che mặt, thế là xong. Khi chúng ở trong miệng, có một cú đập. Ở đây không có bôi, tôi có mỏ, tôi có thể mổ vào má bạn. Đáng kinh ngạc. Ơ, sao im lặng vậy? À vâng, vậy tôi làm gì? Chạy, chạy, chạy. Và qua cung điện đã có một tin đồn. Ăn mặc đẹp lên. Lý do để ăn mừng là gì? Chúng tôi có rất nhiều việc phải làm với bạn trước khi mà trời lặn. Trái đất đầy tin đồn, tin đồn. Mong rằng chính là ngày đó. Nào, nào, nào. Mọi thứ sẽ đáng tin cậy. Aha, chỉ là sự thật, không phải là lời nói vu vơ. Nào, nào, nào. Chúng ta sẽ không làm cho nó trước khi mà trời lặn. Chúng ta cần phải chuẩn bị nó. Chúng ta cần phải ăn mặc đẹp và giao nó cho đám cưới. Ngày xưa, từ đó đã biến mất.